Chào mừng du khách đến với Cô Tô Thủy Thịnh, tọa lạc tại hai bãi tắm đẹp nhất Cô Tô là bãi Vàn Chảy và bãi Hồng Vàn. Cô Tô Thủy Thịnh là địa điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách đến tham quan và khám phá đảo Cô Tô. Thủy Thịnh chúng tôi cung cấp dịch vụ nhà hàng, ẩm thực tại homestay và bungalow có vị trí đắc địa tại hai bãi tắm, đặt phòng, ăn uống, tổ chức tiệc, gala dinner, âm nhạc bãi biển để quý khách có một chuyến đi tuyệt vời nhất. Cô Tô Thủy Thịnh sẽ hỗ trợ đặt tour, vé tàu, cho thuê xe điện và các phương tiện đi lại đến các địa điểm du lịch. Với không gian thoáng mát, sạch sẽ, xen kẽ bởi cây xanh tỏa bóng mát cho các khu nhà gỗ, view biển, cùng đội ngũ nhân viên phục vụ tận tình, mến khách, Cô Tô Thủy Thịnh sẽ là địa điểm nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời nhất cho những ai yêu biển đảo Việt Nam. Sau nhiều năm hoạt động cũng như thấu hiểu được nhu cầu của du khách, Cô Tô Thủy Thịnh tự tin sẽ là địa chỉ tin cậy cho chuyến đi đến Cô Tô của quý khách. Để được hỗ trợ và cung cấp những thông tin dịch vụ hấp dẫn nhất của Cô Tô Thủy Thịnh, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp Mr. Thủy. Hotline 038-272-6433. Website cotothuythinh.com. Cô Tô Thủy Thịnh chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ và lý thú.